Xin chào các em học sinh yêu quý. Bây giờ thì thầy sẽ cùng các em đi giải đáp câu hỏi số 3 sách giáo khoa giải tích lớp 12 trang 119 nhé các em nhé. Câu hỏi số 3 này thì người ta bắt chúng ta nhắc lại khái niệm về mặt tròn xoay và khối tròn xoay trong hình học nhé. Như vậy ở đây thì thầy đã có viết ra cái khái niệm của mặt tròn xoay và khối tròn xoay rồi. Các em có thể theo dõi như sau. Khái niệm về mặt tròn xoay thì trong không gian cho mặt phẳng P chứa đường thẳng delta và chứa đường L. Khi quay mặt phẳng P quanh trục delta một góc 360 độ thì đường L tạo thành một mặt tròn xoay. Mặt tròn xoay đó thì nhận delta làm trục và đường thẳng L thì được gọi là đường sinh. Nhớ các em nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào khái niệm của khối tròn xoay. Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay một mặt phẳng quanh một đường thẳng cố định. Người ta gọi cái đường thẳng đấy là trục quay của mình nhé. Thì như vậy thầy đã trình bày xong khái niệm về mặt tròn xoay và khối tròn xoay nhé các em nhé. Thầy sẽ kết thúc câu hỏi số 3 ở đây nhé.